Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Hé lộ nguyên nhân vụ chìm cano ở biển Cửa Đại khiến 17 người chết và mất tích. Liên quan đến vụ lật tàu khiến 17 người tử vong và mất tích xảy ra tại biển Cửa Đại, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện đã tìm được xác của 13 nạn nhân, 4 người còn lại vẫn đang mất tích, trong đó có 2 trẻ em. Được biết thời điểm gặp nạn, trên tàu có 39 người, hầu hết là du khách từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, trong đó có 3 tài công, 2 trẻ em. Chiếc tàu gặp tai nạn do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc công ty du lịch Phương Đông tại Hội An. Đoàn khách này đến Hội An và đã được gộp đoàn đi chung thuyền khi du lịch Cù Lao Chàm. Tàu đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm vào buổi sáng 26 tháng 2 và gặp nạn khi đưa khách trở về vào trưa cùng ngày. Khu vực tai nạn ở cửa biển, cạn nước và có sóng lớn. Tàu gặp nạn do ông Lê Sen làm thuyền trưởng và 2 tài công phụ. Tất cả 3 người đều có bằng điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Cả 3 tài công đều may mắn thoát nạn vì họ lội nước giỏi, nhưng rất tiếc không cứu được mọi người. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm là do tàu gặp con sóng lớn. Vào đúng thời điểm này, có tàu khách chạy ngược chiều khiến nước tràn vào, rồi dẫn đến lật úp chiếc tàu và chìm. Mũi tàu bị úp ngược xuống nước, các nạn nhân mắc ở trong đó nên tử nạn. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch thành phố Hội An cho biết, đây là loại tàu kín, chuyên dùng đi biển, có sức chứa 40 người. Ngoài tàu gặp nạn, công ty còn một tàu khác tương tự đang tham gia cứu nạn. Theo ông Sơn, qua lời kể của các nhân chứng, khi tàu từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì mắc cạn bãi cát cuối sông, bị sóng đánh lật úp. Do loại tàu này thiết kế kín nên nhiều phụ nữ và trẻ em không thoát ra được. Thời điểm xảy ra vụ việc, có 2 tàu đi gần tàu gặp nạn nên đã tham gia ứng cứu, đưa người bị nạn vào bờ. Khi tàu gặp nạn, trên tàu có 39 người, đều mang áo phao nên khi tàu lật úp mọi người đều nổi, nhưng những người mắc kẹt bên trong khó thoát ra được. Ông Sơn thông tin, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.